Em số 3 đây nha các bác nha. Bán thẻ tay 2288. Nha. Chim khô này các bác này. Thầu khô mặt dài. Cao dài. Cái này các bác về đi cho chạy rong thì khỏi phải nghĩ luôn, rất vừa tầm nhớ các bác. Kg mà ra giá là một quần lên giá đã thuần giá cho các bác rồi, bác về chỉ việc khai thác thôi. Đẹp luôn các bác ạ.